Quý vị khán giả thân mến, chúng ta đang đến với những diễn biến tiếp theo của vòng đấu bảng AFC Champions League 2021. Tiếp tục là những trận đấu tại khu vực Đông Á. Và đây sẽ là trận đấu tại bảng H giữa hai câu lạc bộ Tampere Rovers và câu lạc bộ Chiang Rai United. Đây là cuộc đối đầu của những câu lạc bộ Đông Nam Á tại bảng đấu này. Tampere Rovers đại diện của Philippines, giữa bạn là của Singapore, còn Chiang Rai United là đại diện của Thái Lan. Trên màn hình chúng ta đang là 11 cái tên xuất phát của câu lạc bộ Chiang Rai United. Các cầu thủ gồm số 22 Goragong, số 2 Homsan, số 5 Ridner, số 3 Srisai, số 3 Inbayan, số 8 Chojihun, số 6 Sukit Thammakul, số 14 Thinipom, số 9 Bill, số 7 Philippe Amorim và số 16 Sawadi. Trọng tài điều khiển chính trận đấu ngày hôm nay là ông Omar Alai, trọng tài người các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Và trên màn ảnh của chúng ta đang là 11 cái tên xuất phát của đội bóng Tampere Rovers với số 24 Buhari, số 5 Khaizan, số 17 Isa, số 6 Mohana, số 3 Saniza, số 7 Hanapi, để bằng đội trưởng số 11 Bosnyak, số 8 Nakamura, số 10 Medvedovic, số 14 đó là Metan và số 9 Kopitovic. Và như vậy là hiệp 1 của đối đầu giữa hai câu lạc bộ Chiang Rai United và Tampere Rovers đã được bắt đầu. Ở trong 45 phút đầu tiên thì đại diện của Thái Lan sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái mình, quý vị. Pha xử lý cuối cùng đã không thành công. Áp sát rất nhanh. Cú dứt điểm. Đó là pha ra chân tốt. Cú đá trúng đích đầu tiên của trận đấu là của Medvedovic. Pha ra chân rất quyết đoán ngay khi có được không gian. Medvedovic. Hanabi rất nguy hiểm. Bóng vừa chạm cột dọc. Một tình huống dứt điểm kỹ thuật của Yasser Hanabi. Rõ ràng là nhìn cách tiếp xúc với trái bóng thì đó không phải là một quả tạt, mà đó là quyết định dứt điểm bù lai má. Rất nguy hiểm. Không vào. Akawin đã có một tình huống bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc. Trước đó thì hàng phòng ngự của Tampere Rovers đã kèm người không tốt. Bên phía câu lạc bộ Chiang Rai, họ để một trung vệ ngoại binh đá phần sân nhà, đó là số 5 Ridner, đang xuất hiện nhiều hơn những khoảng trống bên phía cánh phải hàng phòng ngự Tampere. Lần thứ 3 liên tiếp mà đội bóng đến từ Thái Lan tận dụng được khoảng trống này, và đây sẽ là thời cơ dứt điểm. Cú đá là của Philippe Amorim. Suji Hamakun đường chọc khe, đối mặt, không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp. Lại là tình huống bỏ lỡ của Philippe Amorim. Vị trí hậu vệ phải của các cầu thủ Tampere Rovers liên tục bị khai thác trong những phút đã qua. Đó là vị trí của Mohana, người thường xuyên lên tham gia tấn công bỏ vị trí. Thì họ sẽ thất thiệt về mặt điểm số so với các đối thủ các bảng đấu khác. Cú đá nguy hiểm đầu tiên. Pha xử lý cá nhân tương đối ấn tượng của số 37 Punya Ekanit, cầu thủ mới được tung vào sân thay người. Là họ chỉ được tham dự vòng sơ loại của AFC Cup mà thôi, của AFC Champions League mà thôi. Đây sẽ là cơ hội. Không vào. Đá bơi vẫn không vào. Dấu ấn của sự thay đổi đến từ câu lạc bộ Chiang Rai United lại một lần nữa được thể hiện. Người đã ghi bàn thắng cho họ trong trận đấu đầu tiên, số 37 Bunya, lại tiếp tục khuấy đảo phòng ngự đối phương. Bojack. Cơ hội. Không vào. Bóng lại chạm cột dọc. Đá bơi. Pha dứt điểm là của Hanabi. Thêm một pha ra chân nữa. Lần thứ hai ở trong trận đấu này thì cao thủ Tampere Rovers đã không chiến thắng được cột dọc. Một tình huống phòng ngự không tốt của Briner. Cơ hội đã được trao đến với vị trí cầu thủ mới vào sân thay người, Ivan Susa. Khá nguy hiểm. Người ra chân đó là đội trưởng của câu lạc bộ Chiang Rai United. Một giải pháp táo bạo của 50W Suki Thammakul. Ý đồ rất rõ ràng với cú đá má ngoài. Beowulf. Bóng lại được mở ra biển. Căng ngang. Vẫn còn 1-0 dành cho Chiang Rai United. Hàng phòng ngự của Tampere Rovers đã bị sụp đổ trước những sức ép rất lớn của đội bóng áo cam trong ít phút đã qua. Cuối cùng thì bàn thắng cũng đến. Chiang Rai đã dồn toàn lực cho những phút cuối này.
và họ đã có được điều mình cần bằng pha lập công của cầu thủ mang áo số 10 Thiachakun. Cái tên được đưa vào sân thay người, điều đã thu hút sự chú ý của các trung vệ đối phương. Và bên trong thì đúng là dấu hiệu của thể lực đã ảnh hưởng đến các cầu thủ Tambay Rovers. Nakamura dứt điểm ngay, hơi thiếu lực. Tambay Rovers đang rất khẩn trương, có cơ hội là những giải pháp nhanh gọn nhất sẽ được tung ra về phía khung thành của Chiang Rai. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Chiến thắng chung cuộc đã thuộc về Chiang Rai United với tỷ số tối thiểu 1-0. Một trận đấu bào mòn thể lực của cầu thủ hai bên. Người ghi bàn thắng duy nhất ở trận đấu này được ghi do công bởi số 10 Thiachakun, cầu thủ vào sân thay người, mang về 3 điểm đầu tiên cho Chiang Rai United tại AFC Champions League 2021. Năm 2021, bóng đá Việt Nam làm nên lịch sử khi chúng ta sẽ góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hành trình khẳng định sẽ được tiếp tục khi các câu lạc bộ của Việt Nam bước vào sân chơi châu lục. Viettel FC cùng AFC Champions League, Hà Nội FC, Sài Gòn FC với AFC Cup đồng hành cùng các câu lạc bộ Việt Nam trên đấu trường châu lục từ 26 tháng 6 năm 2021 trực tiếp trọn vẹn trên truyền hình FPT và VTC3. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và ứng dụng Foxy.